Dạ hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các bà con, cô bác, anh chị nha. Hôm nay bên salon ô tô bên em lại về tiếp tục thêm một con Hyundai i10 nè, Hyundai Grand i10 nha. Con này bạn đủ luôn. Đây anh chị, sản xuất năm 2018 nha, đồng sơn phong dáng nè. Đồng sơn đẹp, bằng cho em nó một cái áo màu đỏ bọc đô, bảng số 49A21313. Số rất đẹp bây giờ, số cặp 21313. Hai cụm đèn nguyên bản xe được tích hợp chủ nhà ốp inox hết toàn bộ rồi. Biểu tượng của Hyundai nè. Con này bản Grand anh chị nha, Grand đó. Xe này chủ nhà đi khá là kỹ. Bên em mua về giòn cái giòn nhẹ thôi, đưa vô rồi đẹp. Sơn rin phủ 80% trên chiếc xe luôn anh chị ạ. À. Còn rất là cọp mâm nè. Anh chị coi mâm của Hyundai nè. Bốn vỏ tương đối là khá mới, được 80% anh chị nha. Xíu đi một vòng đi rồi cho anh quay chi tiết cho. Bốn cánh cửa là dán phim cách nhiệt hết toàn bộ. Ốp body dưới hông nè, anh chị nhìn bốn cánh cửa không có dấu hiệu là lỗi nha. Không đâm đụng, không tông va, không ngập nước. Đây là form của con i10 nè. Đó, hai cụm đèn là nguyên rin theo xe. Biểu tượng của Grand nè anh chị ạ. À. Grand i10, biểu tượng Hyundai. Máy 1.25 bạn đủ luôn. Nút đề xa top. Full đồ chơi trên con xe rồi. Không thiếu một cái gì nha. Rất là bóng. Xe không một dấu hiệu trời trụ luôn. Bốn vỏ là tương đối là khá mới, là 80% nè. Mâm đúc biểu tượng của Hyundai. Đây là mâm xoáy anh chị nha. Mâm xoáy. Anh chị có gầm bề nè. Ở trong là không có một tí một mọt. Ốp body nè. Ốp body chạy phía dưới toàn bộ hai bên hông hết rồi nha anh chị. Đó, con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa nha. Đó, đồng sơn rất đẹp anh chị thấy không? Bóng lắm. Bốn vỏ nè, đẹp như nhau. Bốn vỏ được 80%. Mâm đúc biểu tượng của Hyundai, gầm bề phía trong chủ nhà là phủ ceramic. Ceramic chống bụi gầm hết rồi. Anh chị thấy lớp ceramic màu đen không? Đó, người ta kỹ á. Ceramic có nhiệm vụ là cách âm nha. Cách âm chống ồn. Bốn cánh cửa là dán phim cách nhiệt biểu tượng của kính Hyundai, không có dấu hiệu là hạ kính luôn. Đây là phần tắp bi nè. Những cái vân gai này không dấu hiệu bị khoan đục, là phai mờ nha. Dòng này thì anh chị đừng có hỏi cho anh có dịch vụ hay không nha. Dòng này không có ai chạy dịch vụ đâu anh chị. Con này là số tự động nha. Đó. Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau, không dấu hiệu đâm va cứng đục đâu. Đây là những sóng lường hai bên của xe nè anh chị coi nè. Không một dấu hiệu là móp méo nha. Đây là chốt cửa nó còn nguyên bản theo xe luôn. Rin nồi anh chị thấy chưa? Bình xăng được ốp inox hết toàn bộ. Ghế ở trong là nguyên bản theo xe nè. Phía sau nè. Đó, con này chất lắm, mua về chạy thôi. Đời 2018 thì không có chuyện mà hạ máy hay là ngập nước gì đâu nha anh chị nha. Là anh chị cứ yên tâm về cái chất xe bên em lấy ra, xe thì xe lướt, xe đời cao, tích hợp lót sàn chủ nhà bọc 5D nè, sàn dưới là lót 5D hết rồi, toàn bộ lót chân là bọc 5D hết toàn diện rồi anh chị thấy không? Ốp inox hết toàn diện chất xe rồi. Xe nội thất đồng sơn đẹp 80% nha. Dòng xe đã qua sử dụng 2 năm trôi qua, ân tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo. Đó, nhưng mà rất là chất luôn. Duyên dáng Việt Nam anh chị ạ. À. Cùng trải nghiệm với Trường Anh tới với những màu xe đẹp nhất nhé năm 2020. Tay gối là chị coi, nhìn phần từ phần tay gối xuống phần ghế nè. Rin đét hết, xe không có dấu hiệu là trời chủ nhá. Đó, biểu tượng Hyundai i10. Bốn cánh cửa tắp bi rất là đều đặn nè. Đây là phần tắp bi cửa nè anh chị. Đó, phần tắp bi cửa là không dấu hiệu đâm va cứng đụng nha. Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau luôn. Nách cửa nè anh chị coi phần nách nè. Từ phần nách cửa tem tán bảy màu hết còn nguyên bản nè. Rin chưa? Mua về là chạy thôi. Con này là trần nỉ. Trần nỉ bọc ni lông cách nhiệt hết toàn diện rồi nha. Đó. Đẹp ngất ngây con gà tây luôn. Đẹp ken xà beng luôn nha chị nha. Đây là phần tắp bi nè. Những cái vân gai trên phần tắp bi keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè. Không có dấu hiệu đâm va cứng đụng nha trên chiếc xe nè. Sơn rin phủ hết toàn diện nha. Đây nè. Đây là bề gác chân của con i10 nè. Được trang bị rồi, em nó được ốp inox hết toàn diện. Những sóng lường là những gân dập nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Không dưới là móp méo bản lề nè. Coi nè. Còn nguyên rin. Đây là anh chị ạ. Bản lề cánh cửa là 4 4
hai cái bản lề này. Còn đẹp len keng luôn, mua về là chạy thôi. Ghế tích hợp theo xe, nguyên bản theo xe. Rin bề ghế là nguyên rin hết. Lót sàn là bọc 5D, thảm là thảm nhung là đẹp chưa. Đó là chất xe gia đình đó anh chị. Mua về là anh chị chạy, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nha. Nách cửa nè. Đó là phần nách cửa trong nách nè. Không có dấu hiệu tông va lâu, trang bị là túi khí. Trang bị cho em nó, chủ nhà tích hợp lên cho em nó một cái màn hình Android cực khủng. Kết hợp là cam hành trình, màn hình cam de, côn số tự động. Đây nè anh chị nhìn cái cụ số nó nè, mới tinh. Lẫy số đây nha, lẫy nha, đây là lẫy nè. Đó mới tinh, từ cái phần tay nắm nè. Những cái vân gai nè. Đó, chức nụi luôn, mua về là sử dụng thôi. Hyundai i10 nút đời startup, máy 1.25, bản full. Đời khá là cao, ngất ngưỡng. 2018, 2 năm trôi qua, em nó vẫn tràn đời sắc xuân trong cuộc sống nha, cuộc sống nha. Mang lại nhiều tình yêu, nhiều hy vọng. Một màu đỏ bọc đô, mạnh mẽ, cá tính, tràn đời uy lực luôn anh chị ạ. Nhẹ nhàng lướt đi trên từng con phố. Siêu tiết kiệm nhiên liệu nữa chứ. Quá tuyệt vời với chiếc xe. Mua về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa. So với bên Trường Anh đã dọn xe thì anh chị có thể là tuyệt đối là yên tâm. Tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu luôn nè. Tay nắm nè. Bấm nè, bấm chốt nè. Đầy đủ hết trên con xe nhá, đây nè. Đó, bấm cửa, mở cửa thông minh bằng một cái bấm nè. Đó, chị thấy không nè. Rồi mở rồi đó. Trang bị lóc khóa mở cửa nè, lóc nè. Gương từ cục từ mở nhá. Anh chị thấy chưa? Kết hợp là lóc kính, lóc khóa. Bốn cánh cửa chỉnh điện, gương chỉnh điện tích hợp đầy đủ trên xe rồi. Những cái phần vân gai nè. Bốn cánh đẹp như nhau, không mất một phân chỉ nào luôn. Không có đâm va. Đời 28 mà đời cao quá mà. i10 những sóng lường nè, mạc tem nguyên bản theo xe anh chị coi. Mới ken sao ben chưa? Hãy kết hợp cùng với Trường Anh vô trong phần nội thất con xe nha. Trường Anh cảm thấy rất là thoải mái khi bước vô con xe. Đây nè, lóc khóa mở cửa nè. Đầy đủ nè anh chị thấy chưa? Rin nồi, chỉ cần đè lên anh chị bắt đầu khởi động nha. Đấy, máy đã hoạt động rồi. Kết hợp violin cho âm nhạc nè anh chị ạ. À. Những cái vân gai này không dưới bị phai mờ luôn chị thấy không? Đó, đây nè. Đẹp chưa? Những cái vân gai trang bị túi khí e-băng là biểu tượng của logo Hyundai. Nút điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ. Các kiểu con là điểu. Reset chip, chế độ job là chế độ chọn. Kết hợp cho em nó một cái màn hình Android cực khủng luôn. Điều hòa tự động anh chị nhé. Mở điều hòa nè. Kết nối đây. Mở một phát lạnh ngắt rồi anh chị thấy chưa? Mở một phát là lạnh ngắt rồi. Kết hợp là cam hành trình nè anh chị. Cam hành trình đang còn hoạt động nhá. Để chừng anh mở lên cho anh chị coi. Đấy anh chị thấy cam hành trình chưa? Xe này của gia đình của một người đạo Phật anh chị nha. Đó, gia đình của một nhà đạo Phật. Màn hình Android kết hợp Bluetooth đầy đủ các kiểu con là điểu rồi. Đây là có định vị hướng đi trên con xe nè. Rất là nhiều chức năng, âm thanh, ánh sáng, nhạc nhóm rất là hay. Đây là anh chị điều khiển trên volin nè. Đó chị thấy hay chưa? Ưu tiên bấm vô đây nè, một phát nè. Con này đi được 49.350 km rồi nha. Trên cụm đồng hồ nè. Cụm đồng hồ là một cái đồng hồ gương lồi chia ra thành 3 tầng hồ số nhé. Báo tu máy, báo xăng, báo nhiệt, báo km đầy đủ anh chị nha. Đó, đầy đủ hết rồi, mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Ngoài ra không phải làm bất cứ một khoản gì, trợ lực lái nè. Ngồi một chỗ xoay vô lăng nè. Quân số nè, hiển thị đồng hồ luôn nè. BNR, ND, cộng D trừ là chế độ đồi núi đi khỏe nha. Quân ga số là những cái vân gai trên phần tắp lô của con Hyundai i10. Xe không có dịch vụ taxi gì đâu, dòng này số tự động thì đời cao như vậy, không ai lấy đi chạy dịch vụ taxi đâu nha anh chị nha. Đó là chiếc xe gia đình đó, mua về chạy thôi, kèo cột dây đai, an toàn nguyên bản cho xe, đèn đóm không thiếu bất cứ một khoản gì luôn. Mua về là chạy, từ những cái phần tay nắm nè, anh chị ơi, trần đẹp không? Trần rất là đẹp, kèo cột nè anh chị coi nè. Đó, khách tới salon mua xe nè. Đó, hai bác này không biết có mua được xe không. Đây, bao da nguyên bản cho xe, rin nồi anh chị nhé. Nút đề startup nè anh chị. Đẹp chưa? Đẹp keng sao ben luôn nhé.
Đây có hệ thống chống trơn trượt nè. Đây là nó bấm vô nè, trên đồng hồ hiển thị nè. Bấm là tắt nè. Đây là hệ thống chống trơn trượt nha. Tắt nè, mở nè. Đầy đủ hết rồi. Đẹp lắm. Xe này không có điểm chê. Bên Trần Anh mua xe, Trần Anh lựa về những chiếc xe đẹp về phục vụ cho bà con. Lấy gió trong gió ngoài đang hoạt động rồi nè. Đó chị thấy không? Hai bên AC xung kính nè, còn đang hoạt động luôn nè. Lấy dàn nóng dàn lạnh vẫn đang ok. Trang bị màn hình cam dê, cam hành trình trên đây mà hiển thị một cái cam hành trình phải nói là siêu nét. Đây, cam hành trình của nó anh chị coi nè. Rõ đến từng cm khối luôn nha. Đó, anh chị thấy cam hành trình chưa? Cam hành trình rõ lắm. Mua về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm cái gì. Ở đây có một cái học đường nước nữa nè. Đấy. Đầy đủ phần tay nắm nè, những cái vân gai cho phần tay nắm nè. Rin nồi luôn. Đây trải nghiệm cùng với Trần Anh vô phần cốp xe nhé. Đèn còi đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đó, tổng quan phần nội thất trên con Hyundai 10 đó. Đó, xe này dòng xe nhập khẩu anh chị nha. Đẹp lắm. Sơn rin phủ toàn diện những chiếc xe luôn. Đời 2018. Tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu luôn anh chị thấy không? Hai cụm đèn trước là mới keng xà beng không một vết trời luôn. Đẳng cấp phái mạnh Pro anh chị nha. Hyundai 10 chinh phục mọi cung đường Việt Nam. Ở nơi đâu có đường là ở nơi đó có Trần Anh ô tô. Máy móc siêu bền. Siêu tiết kiệm nhiên liệu, siêu khỏe luôn. Bốc cực kỳ. Trước tiên nói độ rin, đây là Boe nè. Boe lấy gió nè anh chị, Boe hút gió nè. Nguyên bản cho con Hyundai i10 nhé. Kèo cột là không có dấu hiệu đâm vai, anh chị nhìn nè. Đó, những cái logo biểu tượng của Hyundai là đẹp cho từng con tán, không có dấu hiệu được khui mở luôn nhé. Đời 2018 mà. Đó, nắp capo không có dấu hiệu đâm vai cứng đục. Sơn rin phủ toàn bộ, ở trong nắp capo hết toàn diện nha. Mạc tem tem ốc 7 màu cùng nguyên bản nè. Di mát là nguyên rin hai bên nè. Đẹp như nhau nhé. Anh chị coi máy nè. Con này 1, 2, 3, 4 máy nha. Máy 1.25 xe không có xíu độ hơi đâu. Con này trang bị thêm cụm thắng ABS chống bó cứng phanh nữa mà anh chị. Đây anh chị ạ, xe nè. Máy không có một xíu độ hơi. Mới có 2 năm thì anh chị đừng bao giờ anh chị hỏi Trần Anh có làm máy hay chưa nha. Người ta chạy chục năm thì hòa may người ta còn làm máy chứ còn mới có 2 năm mà làm máy gì. Tem móc 7 màu nè, dằn giá đỡ, dằn nhịp giá đỡ của thân máy nè. Nhẹ nhàng bước đi trên từng con phố nhá. Đây nè, đây là trang bị cùng thắng ABS. ABS có nhiệm vụ là chống bó cứng phanh khi anh chị thắng gấp nhá, không bị quăng xe. Đó là tác dụng của nhà thiết kế sản xuất ra thắng ABS. Giảm lực đàn hồi của lực xe khi đang chạy tốc độ cao nhá. Máy móc nổ nè. Thì thầm mùi xuân chưa? Đó, form đẹp chưa? Máy móc mới keng xà beng luôn. Xe không có một vết trời. Mua về chạy thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa anh chị nha. Cản gió trước của con Hyundai 10 nè. Đây là dòng sedan một đầu anh chị nha. Nó là hatchback đó anh chị. Dòng này nó có hai phiên bản. Một là phiên bản hai đầu, hai là phiên bản hatchback và một đầu anh chị nha. Đẹp chưa? Mọi thứ chức năng nói chung là hoàn hảo như chiếc xe hết rồi. Bây giờ anh chị mua về, anh chị chỉ có việc chạy, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì luôn. Cảm biến dê xung quanh con xe nè, anh chị coi cảm biến dê nè, phía sau nè, đầy đủ hết trên xe rồi. 49E21313, anh chị thấy số đẹp không? Số này tìm đâu ra được cái số này. Riêng cái số này là ok rồi. Đèn đóm cam dê nè, đầy đủ hết. Trần Anh bật mí cho anh chị nha. Thôi rồi lượm ơi. Đây, cái gì đây? Anh chị nhìn nè. Cái gì đây? Đây, bây giờ phát hiện ra cái này nè. Đó, nó bị ghim trong đó rồi. Đẹp ngất ngây. Mua về là chạy. Biểu tượng logo Hyundai. Ken sao ken cho nách cửa nè. Không có một dấu hiệu đâm vai cứng đục keo chỉ trong nách nè. Nguyên bản ra xe thôi nhà, xuất hết toàn diện nhá. Hai bên đinh bấm nè anh chị coi nè. Đó, đẹp lắm. Mua về là chạy thôi. Hai bên nè. Rin nồi. Để Trần Anh thử cho anh chị coi nha.
vỏ xe cu nè anh chị. Đây là vỏ vỏ xe cu nguyên bản đầu xe nè, ở trong nè, gầm cốp trong là vỏ đồi nè, nguyên rim đầu xe hết, không có dấu hiệu được mục mọt nhá. Đó, chất xe còn đẹp mãi với thời gian qua năm tháng nhá. Đèn báo báo cốp nè còn nguyên bản luôn nè anh chị. Đây là nhựa phía sau này, những cái sóng gân nè. Đó, anh chị thấy không? Không dấu hiệu bị phai mờ luôn. Đèn rim đầu xe nhá, không dấu hiệu là thay thế luôn. Mua alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Trần Anh Ô Tô đại diện tổng công ty mẹ, tổng công ty salon ô tô miền Nam, phân phối và chi phối toàn bộ tất cả các mặt hàng xe xích cỏ, từ xe đời thấp đến xe đời cao. Phương châm phục vụ của chúng em nhanh gọn, nhiệt tình, thoải mái, ưu ái với khách hàng, đặc biệt những anh chị đang gặp khó khăn. Riêng Trần Anh sẵn sàng tạo điều kiện cho toàn thể tất cả bà con cô bác có một cái xe để che nắng che mưa, chở gia đình đi chơi nhé. Và nói đến phần đăng kiểm, con này option của nó đăng kiểm tháng 1 năm 2021, đăng kiểm khá là cao, tha hồ chạy một năm nữa đăng kiểm lại anh chị nha. Đời 2018 mà đăng kiểm quá sâu luôn. Đó, xe cực đẹp và bên em về rất là nhiều xe trải nghiệm cùng với Trần Anh nè. Hyundai Avante sản xuất năm 2009, hàng nhập khẩu số tự động, cửa sổ xăng rúp, con ra là bản full toàn diện nha anh chị. Có nhiều xe lắm anh chị ạ. À, nội thất đẹp, đồng sơn đẹp nè, full số tự động hết nha, rin chưa, ghế toàn bộ mọi thứ là rin hết nha, trần nè, cửa sổ xăng rúp hết toàn bộ anh chị nha. Đây là hàng nhập á, gương từ cục từ mở, nội thất đẹp, đồng sơn đẹp, đến với tay người tiêu dùng nha. Trang bị được cụm thắng ABS chống bó cuốn phanh luôn. Đây là cản đuôi sau của con Avante Hyundai 2009 máy S1.6. Con này 7-8 lít trên 100 km, màu đen mạnh mẽ, cá tính tràn đầy uy lực trong cuộc sống luôn. Hyundai i10 máy 1.25, hàng nhập khẩu số tự động, bản full nha. Innova 2007 vừa mới về xíu nữa, hết clip này chúng anh sẽ đăng clip Innova. Hyundai Santa Fe, xe này một người anh trai chốt cọc cho Trần Anh, chuyển đủ tiền mà sao chẳng thấy lên lấy, không hiểu vì sao. Và tiếp theo ạ, nghe dít ơi, đó, đâu có 64, nhận cọc 5 triệu rồi, là 66 mấy? Là 66 à? Ủa sao lại 61? Không phải 61 đâu. Họ kỹ đi, cũng phải máu 61 đâu. Con đó là như là 64 á. Nè anh cô ơi, giao xe rồi mà ông nhận rồi mà. Đây anh chị ạ, đây là con Nubira. Anh chị thấy đẹp không? Form dáng đồng sơn của em nó, bận treo nó một cái áo màu xanh lá cây, đẹp dịu dàng mà không chói sáng, là vầng mặt trời của Nubira. Đây anh chị, tiếp theo là con Innova sản xuất 2009 G xịn. Xe này thì một người anh trai đã quăng qua cho Trần Anh 10 triệu chốt cọc rồi. Xe này Trần Anh chốt rồi nha anh chị nha. Anh trai chuyển tiền qua tài khoản băng kinh, chốt xe rồi. Chất xe này rất đẹp luôn anh chị, form dáng nè, đẹp cực kỳ. Và tiếp theo một con Lanos bản số 49A06136, một người anh cũng đã chốt cọc cho Trần Anh rồi. Ngày mai là tiễn em lên đường về với nhà chồng nhé, nhà chồng tuốt miền Tây lần, về với miền sông nước Cửu Long. Chúc anh đi tốt dùng bền nhé. Trần Anh Ô Tô luôn luôn thể hiện đẳng cấp phong cách của người bán hàng nhé, những mẫu xe đẹp, những mẫu xe chất, phục vụ bà con cô bác nhé. Nỉ non toàn diện hết nguyên bản trên xe luôn, mua về là chạy. Anh nghe dít ơi, sáu mươi hai cộng tiền tài 1.63.000, là đúng rồi, 63. Đúng rồi anh ạ, 63 cộng tiền tài luôn rồi. Đó anh chị, đây là Sài Long Ô Tô miền Nam, chi nhánh hai bên em nè anh chị. Anh chị luôn luôn ủng hộ cho Trần Anh nhé. Trần Anh chỉ bán đúng một giá, niêm yết theo công ty Sài Long.
Đồng thời anh chị mua chừng anh đều có bớt cho anh chị luôn nha. Đó, rất là nhiều xe, rất là nhiều sự lựa chọn đối với tay người tiêu dùng ạ. Một lần nữa chừng anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.